Kem V7 kết hợp với serum gì để có được làn da hoàn hảo nhất như hồi mới dậy thì? Nhiều bạn dùng kem V7 đã thích lắm rồi, nhưng vẫn chưa biết nên kết hợp với serum gì nữa để có được làn da trắng đẹp và mịn màng như ngày xưa hồi mới lớn. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói cho bạn biết kem V7 kết hợp với serum nào là hiệu quả nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Dùng kết hợp serum với kem dưỡng luôn được chị em mình tin dùng. Và cũng gần như là bắt buộc nếu muốn có làn da đẹp mịn. Vì một mình kem dưỡng hay một mình serum gần như khó để có thể có được một làn da mịn đẹp được. Chính vì thế mà nhiều bạn khi đã dùng kem V7 đã mãn nguyện lắm khi da trắng như ý, rồi. Nhưng vẫn muốn da mịn màng hơn nữa, để một lần được đẹp một cách xuất sắc, trước khi tuổi thanh xuân tuột đi một cách thảm bại. Loại serum mình muốn giới thiệu cho bạn kết hợp với dòng kem V7 là serum Ordinary. Đây là một loại serum có khả năng dưỡng trắng da, cấp ẩm tốt cho làn da của bạn, từ đó tăng độ đàn hồi cho da, giúp da bạn luôn tràn đầy sức sống. Ngoài ra serum Ordinary này, khi dùng kết hợp với V7 nó còn có khả năng tái tạo da, nuôi dưỡng sâu từ bên trong giúp cho da bạn được nâng cơ lên một cách xuất sắc. Da không bị chảy xệ do tuổi tác, ít bị nếp nhăn như vùng da mắt, da trán hay cánh mũi. Với tinh chất vàng mát lạnh và dễ thấm sâu vào da, bạn sẽ có được một làn da cực kỳ mê mẩn và đáng mơ ước như hồi còn con gái. Và là dòng serum hoàn hảo nhất khi sử dụng, kết hợp cùng kem dưỡng trắng da V7 Toning Light. Nhiều bạn thắc mắc là có thể kết hợp với serum khác cùng với kem V7 được không? Tất nhiên là được nhé. Serum Ordinary shop giới thiệu ở trên là bộ đôi hoàn hảo mà khách hàng của shop mình đang dùng và đánh giá cực tốt. Còn nếu bạn có ít tiền hơn, thì có thể dùng loại serum khác mà bạn thấy vẫn phù hợp và hài lòng là được. Không nhất thiết cứ phải bắt buộc dùng serum Ordinary. Hoặc là bạn đang dùng và rất hợp với loại serum nào đó, thì không nên đổi sang serum khác. Vì có thể serum mới không hợp với bạn thì không nên dùng. Loại cũ đang rất hợp với bạn thì bạn cứ tiếp tục xài serum đó, kết hợp với V7 là ok. Không bắt buộc là bạn cứ phải kết hợp kem V7 với serum Ordinary nhé. Bạn có thể kết hợp với serum mà bạn đang dùng. Hoặc kết hợp với bất cứ loại serum nào mà nó đang rất phù hợp với làn da của bạn. Kem V7 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem V7 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.